này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán pháp không quên mất không có tự tánh quán tánh luôn luôn xả không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy pháp không quên mất không hí luận tánh luôn luôn xả cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán trí nhất thiết không có tự tánh quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy trí nhất thiết không hí luận trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng không hí luận này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán quả dự lưu không có tự tánh, quán quả nhất lai bất hoàn a à la hán quả vị độc giác không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy quả dự lưu không hí luận quả nhất lai bất hoàn a à la hán quả vị độc giác cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán tất cả hạnh đại bồ tát không có tự tánh quán sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục quả vị giác ngộ cao tột của chư phật không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy tất cả hạnh đại bồ tát không hí luận sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát nếu có khả năng hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không hí luận như thế thì đạt tất cả pháp không có tự tánh nên đều không hí luận liền nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật Bạch Thế Tôn, nếu tất cả Pháp đều không có tự tánh, cũng không hí luận mà có thể đắc, thì Đại Bồ Tát dùng đạo gì được nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát? Có phải dùng đạo thanh văn, có phải dùng đạo độc giác, có phải dùng đạo Phật, phật dạy này thiện hiện đại bồ tát chẳng phải dùng đạo thanh văn chẳng phải dùng đạo độc giác chẳng phải dùng đạo phật mà được nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát nhưng các đại bồ tát đối với tất cả đạo trước học hết rồi dùng đạo bồ tát mà nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát này thiện hiện như đệ bát trước hết học các đạo sau dùng đạo của mình mới có thể chứng nhập tránh tánh ly xanh cho đến nếu chưa khởi đạo quả vô học thì còn chưa chứng đắc quả A-La-Hán Đại Bồ Tát cũng lại như vậy đối với tất cả đạo trước học hết rồi dùng đạo Bồ Tát mới được nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát cho đến khi nếu chưa khởi định kim cang dụ thì còn chưa thể đắc trí nhất thiết trí nếu khởi định này chỉ trong một sát na tương ưng với diệu tọa mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.